Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của em, và em là Hồng Ngọc. Ngày hôm nay thì em Ngọc xin được gửi tới anh chị một chiếc xe trong phân khúc sedan hạng D với vô vàn option, giá lại rẻ, chi phí đi lại rất là tiết kiệm. Đó chính là một chiếc Kia Optima bản full, sản xuất và đăng ký là 2018, mới chỉ đi trên đường là 45.000 km thôi. Với mức giá thì loanh quanh là 700 triệu là nhà mình đã chốt được xe rồi. Và để cụ thể hơn về chiếc xe này thì mời các bác của anh chị cùng theo dõi hết video với em Ngọc nhá. Về hình thức của xe thì là xe được trang bị một màu đen, cùng theo đó là gam nội thất là màu kem, rất là nhã nhặn và lịch sự, trang nhã anh chị nhá. Và với màu đen này thì em đánh giá là mình đi với rất là nhiều sự kiện đều hợp, rất là nam tính hay là rất là sang trọng anh chị ạ. Và với thiết kế option của xe thì em chắc là phải kể viết ra một trang A4 thì mới có thể là xem được hết, anh nghe được cũng như là được hết những cái thông số kỹ thuật của xe anh chị ạ. Với hình thức của xe thì mọi người có thể nhìn sơ qua cho em này, mặc dù đã xe đã đi được 45.000 km nhưng mà chất lượng xe còn rất là đẹp, bóng bẩy và còn nguyên bảo hiểm thân vỏ anh chị nhé, vẫn còn nguyên zin bảo hiểm thân vỏ cho nhà mình. Cốp này, bây giờ thì em sẽ quay vào phần cốp cho anh chị các bác cùng xem. Phần cốp xe vẫn còn nguyên lốp sơ cua anh chị nhé, nguyên lốp sơ cua, nó hơi chật thì chắc là em sẽ mời các bác trực tiếp qua showroom nhà em để mình cùng xem và trải nghiệm chiếc xe siêu lướt này. Tông màu nội thất kem, cửa gió điều hòa đằng sau, không gian ngồi của Optima thì không có điểm gì để chê đâu anh chị nhá. Thực sự là em ngồi thoải mái đến nỗi mà cảm thấy là nó ngả rất là sâu. Và nếu mà để so sánh với Camry ấy, thì em thấy là nó không thua thiệt một bất chút bất cứ vấn đề gì. Chính có khi nó còn hơn cả về công nghệ cơ. Loa Harman Kardon này anh chị này, loa Harman Kardon nha. Đấy, ốp vân gỗ rất là trang trọng, trang nhã trên xe này. Tính năng, bắt đầu đến tính năng kể thì bắt đầu các bác ghi giúp em này: làm mát ghế, sưởi ghế, làm nóng ghế này, auto hold này, cảnh báo có vật đằng sau này, rồi drive mode 3 chế độ, nẫy chuyển số trên vô lăng, nhớ ghế 2 vị trí, đánh lái, khi mà đánh lái thì đèn pha thì cũng liếc theo. Thật sự là quá là nhiều tính năng trên một chiếc xe xe hạng D. Ngoài ra thì có cả cửa sổ chờ toàn cảnh nữa anh chị nhé, cửa sổ chờ toàn cảnh rất là rộng, và chỉ có chiếc xe xe hạng D là Kia Optima thì mới có cửa sổ toàn cảnh thôi. Km đi zin là 45.256 km, một con số quá là tương đối với một chiếc xe đi 2020 à, 2018 anh chị ạ. Thiết kế rất là trang nhã, mình kéo mở nắp đây cho em, rất là trang nhã đúng không ạ? Bây giờ thì em mời các bác anh chị cùng vào trong khoang máy với em để mình xem là độ mộc của xe lên đến đâu nhá. Xin mời các bác vào trong khoang máy ạ. Đi đến phần trái tim của chiếc xe thì để các bác được soi xem là xe nhà em nó mộc như thế nào. Ôi, mỗi lần mở cái này, ôi chắc em phải xin lỗi các bác là một tay quay một tay mở em không mở lên được. Rất là mong mà các bác trực tiếp qua showroom nhà em ở 46 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội để mình trải nghiệm về chiếc xe này cùng em Ngọc. Kia Optima bản full anh chị nhé, bản full là bản cao cấp nhất của Kia Optima, động cơ 2.0, với mức giá là chỉ đúng 700 triệu anh chị đã chốt được xe rồi. Và quan tâm hơn về mức giá này thì hãy gọi điện trực tiếp cho em theo số hotline là 0942 899 939 để em có thể ra lộc cũng như là chốt ngay cho các bác chiếc xe siêu hot và cực kỳ là nhiều option này. Và rất cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Hẹn gặp mọi người những video tiếp theo ạ.